À Lợi à, lần này cảm ơn cô nhiều lắm. Tạo hình của trang phục dựa theo quyển truyện này. Câu chuyện rất có tình yêu. Tiểu Phi Hiệp và Wendy cùng mơ về chuyến thám hiểm. Đẹp lắm. Phải, lần này bé Tuấn còn làm vai chính Tiểu Phi Hiệp nữa. Giỏi lắm. Chủ đề này có 6 bộ đồ. Nhưng mà thứ bảy tuần sau phải biểu diễn rồi. 6 bộ đồ. Tôi biết có độ khó một chút, nhưng mà đồ không cần phức tạp quá đâu. Đứng từ xa có thể phân biệt được vai diễn của chúng trên sân khấu là được rồi. Tuy trường chỉ có 2.000, nhưng mà nếu như làm quá 2.000 tôi sẽ bù lỗ thêm cho cô. Được rồi, đừng tính chuyện đó. Cậu Mục lại không xuất hiện sao? Lâu rồi không gặp đó. Gã đó đọc xong không trả lời. Tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi, nói chưa đầy 2 câu thì cúp máy. Bận vậy hả? Làm tình nguyện viên thôi. Nghe nói trường của bé Tuấn tổ chức vũ kịch, cậu ta phải phụ làm sân khấu. Thử hỏi có phải tự mình chuốc lấy không? Vậy thì chắc bé Tuấn có phần biểu diễn. Không phải lên tivi, cần gì chú tâm vậy chứ. Không chừng bé Tuấn có năng khiếu biểu diễn thì sao? Cậu Mục muốn dung đắp nó thành siêu sao quốc tế mà. Làm ba sao cũng tốt. Cậu ta có thể làm người quản lý hàng đầu của con mình. Hai cha con cùng tiến lên. Đúng là ba nó thì chăm sóc nó suốt đời thôi. Bé Tuấn nhất định trả ơn cho cậu ta sao? Ai dám đảm bảo chứ. Cái miệng thúi của cậu bớt nói một chút có được không? Alo Hà Lợi. Hả? Anh đang uống nước với men. Ồ, cũng được. Sao không mau cảm ơn cô Hạ Lợi đi? Người ta cố tình tới đây đo áo cho con đó. Cảm ơn cô Hạ Lợi. Bé Tuấn ngoan, cô nhất định giúp con trở thành tiểu phi hiệp đẹp trai nhất, được nhiều người yêu mến nhất. Ngoan không? Em à. Hả? Canh sôi rồi, có phải bây giờ thêm muối không? À, để em. Có phải cô sẽ may đồ cho Lâm Thi Thi không vậy? Lâm Thi Thi? Bạn ấy đóng vai Wendy rất thích thỏ trắng. Cô có thể may một con trên áo của bạn ấy không? Sao quan tâm vậy? Là bạn gái hả? Ê, tới làm gì vậy? Ăn ké. Giao thức ăn đi. Ba ăn cơm, má ăn cơm. Cô Hạ Lợi chứ tính chú Dằn ăn cơm. Ngoan, ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Chà, lâu rồi không được ăn cơm gia đình, còn được uống canh nữa chứ. Có vợ đúng là khác hẳn. Biết vậy thì nghiêm túc tìm một người bạn gái đi. Đừng có ăn cơm ngoài nhiều quá. Nè, nói rõ hơn đi. Tại cơm ngoài mê tôi cũng đành chịu. Tôi thích ăn cơm gia đình lắm. Chuyện gì vậy? Anh nhìn cha con họ đi. Cách ăn cơm cũng y chang nhau nữa. Nếu nó không phải di truyền cũng đâu ai tin. Đương nhiên con giống ba. Con là con ruột của ba mà. Con coi con đi. Ăn đến giờ hết rồi. Má đưa con vô toilet rửa mặt. Hạ Lợi. Chuyện gì? Không có gì. Anh Mục, anh nói có đồ đưa cho họ mà. Bây giờ lấy ra đi. Ồ. Vé gì vậy? Lần này màn biểu diễn của bé Tuấn là biểu diễn quyên góp. Hai người mỗi người thầu một nửa đi. Một vé 800. Ở đây có 10 vé tức là 8.000 đô. Thì đó, 800 đô tức là mức độ nhà trẻ như mức giá đại nhạc hội đó. Không lẽ đi ăn cướp sao? Bởi vì trường muốn mở rộng hoạt động, lại muốn mua thêm máy vi tính mới nữa. Nếu không họ cũng không tổ chức quyên góp làm gì hết đâu. Cần gì suy nghĩ chứ. Vừa có thể coi bé Tuấn biểu diễn, lại có thể làm từ thiện. Có ý nghĩa lắm đó. Không phải, cậu thương bé Tuấn vậy cậu bỏ tiền ra mua hết là được rồi. Nè, cậu mời tôi nhất định đi. Anh Mục đã bỏ ra mấy chục ngàn làm sân khấu rồi. Hai người làm anh em không lẽ không ủng hộ? Ủng hộ không? Ủng hộ. Lát nữa chuyển tiền cho cậu. Cảm ơn nhiều. Còn anh thôi. Thì ủng hộ thôi. Một sắp thôi nha. Bé Tuấn à, mau cảm ơn hai nhà hảo tâm này đi. Cảm ơn nhà hảo tâm. Dựa theo câu chuyện thì áo của Tiểu Phi Hiệp được dệt từ loài nhện mùa thu đó. Nếu chúng ta biến bé Tuấn giống như Spider-Man vậy chắc chắn sẽ qua vô cùng. Làm gì vậy? Có phải con của chúng ta đâu, làm gì mà vui mừng vậy?
anh nghĩ sau này chúng ta sinh con có dễ thương như bé Tuấn không đây? Trời, em muốn lập tức có sao? Anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý làm ba đâu. Sinh con cần gì chuẩn bị chứ, thiếu gì người cũng là trời sinh trời nuôi thôi. Em đó, lúc em nuôi Nana cũng suy nghĩ rất lâu. Sao tự nhiên thấy con của người ta dễ thương muốn tự mình sinh kỳ lạ vậy chứ? Còn nữa, lúc nãy em làm gì vậy? Làm gì? Em nói cách ăn uống của cậu Mục và bé Tuấn rất giống, không phải di truyền cũng không ai tin. Phải đó. Cậu Mục và Mẫn Nhi đám cưới 4 năm, bé Tuấn 6 tuổi. Không lẽ em không nhớ tại sao hả? Với tính cách của cậu Mục, hãy có con lập tức đám cưới. Bé Tuấn không phải con ruột anh Mục sao? Bé Tuấn là con của Mẫn Nhi và bạn trai cũ thôi, nó còn nhỏ nên không biết gì. Em giảm phải địa lôi rồi. Hèn chi đang ăn cơm, Mẫn Nhi lại kéo bé Tuấn đi. Lần sau em nhớ nha, có biết không? Các vị Việt Nam các quan trọng, ở đây TVB các chương mục là mấy hữu trang này. Không biết à, ở đây xin thuê xuất các Việt Nam luyện ngoại phần đồ, tôi chính xuyên cho hỏi lượng các ngoại trình kết tập, tặng các này đi. Phải đi kết hạ bên link, like, thùng subscribe.